Xin chào 500 anh em, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với kênh Chuyện Tổng Hợp. Trong mấy trường gần đây thì rất dễ để nhận thấy là có nhiều ý kiến bắt đầu than phiền về việc là Oda đang lan man trong cái phát biểu của Vegapunk cố tình câu chapter để kéo dài mạch truyện. Bản thân mình thì ở bài phân tích chap 1120 cũng đã nhắc tới chuyện này rồi. Dĩ nhiên là mình cũng không đồng tình với tất cả những diễn biến mà tác giả Oda triển khai gần đây, đặc biệt là những phần nói chuyện lấp lửng, câu cú kiểu lủng củng của Vegapunk. Nhưng mà cách Oda xây dựng cốt truyện Arc Egghead, nhất là phần phát biểu này, chưa đến mức phải nhận nhiều gạch đá như thế. Thứ nhất là Vegapunk là một nhà khoa học và rất kém về chính trị. Tất nhiên là khả năng ăn nói như diễn giả thực thụ là không có, cho nên phát biểu không được gãy gọn, câu cú kiểu lung tung ấy. Và quan trọng hơn hết là bài phát biểu của Vegapunk không dành cho chúng ta, những người đã đọc đủ 1120 chapter. Vốn dĩ là chúng ta có đủ lượng kiến thức, nắm vững cốt truyện nên là những gì mà Vegapunk nói là kiểu thành dư thừa. Tuy nhiên thì Oda vẫn phải làm như thế bởi vì thông điệp này dành cho hàng tỷ con người sống trong thế giới của One Piece, không phải tôi hay là bạn. Chúng ta biết thế giới tồn tại 3 vũ khí cổ đại, người dân trong One Piece chưa biết. Chúng ta biết Joy Boy sở hữu sức mạnh của thần mặt trời Nika, biết tên thật của vua hải tặc Goldie Roger, họ thì chưa. Mục đích của Vegapunk, hay đúng hơn là mục tiêu của sự cố Egghead lần này, là lôi kéo người dân vốn chẳng hiểu một cái gì về thế giới và cả những người luôn đứng ngoài cuộc tham gia vào trận chiến cuối cùng. Giờ đây thì không còn là câu chuyện xoay cánh hải tặc, chính phủ thế giới, hải quân và quân cách mạng nữa, mà sẽ xuất hiện thêm thế lực khổng lồ mang tên quân chúng nhân dân. Rõ ràng là phe quân chúng chọn về phía ai trong cuộc chiến thì điều đó sẽ tạo nên sức ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả sau này. Bài phát biểu có lẽ là sắp kết thúc, sự cố Egghead thì đang ở những giây phút cuối cùng và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xăm soi các chi tiết đáng chú ý sẽ có trong chapter 1121 mới nhất của One Piece. Mở đầu chương này là cảnh Thousand Sunny đáp biển thành công, các thành viên băng mũ rơm đều thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại thì có thể thấy là tàu Sunny đang ở gần với chiến hạm của băng hải tặc cự nhân. Bên đó thì Thánh Saturn lúc này đang cố tiếp cận với Bonnie và Kuma, toàn tính là đoạt mạng của họ. Nhưng mà như mình đã dự đoán thì có Luffy ở đây, lão ta chẳng có cơ hội nào cả. Chưa kể là tới Sanji, Franky và các chiến binh Elbaf vô cùng thiện chiến. Thậm chí là có thể nói là chỉ cần một mình Luffy cũng đủ. Hình dạng quái vật của Saturn nhỏ bé hơn 4 lão tinh còn lại rất là nhiều, nhìn lão ta chạy trên lưng Jupiter là rõ. Và mình nghĩ là Saturn thực sự yếu nhất trong ngũ lão tinh. Lúc trước thì Luffy từng dễ dàng cân hai, đánh bại cả Kizaru và ném bay Saturn. Có điều là lần này không phải như thế. Thay vì tự mình giật tay, Lu lại cổ vũ cho Bonnie đứng lên chiến đấu với Saturn, kẻ đã gây ra biết bao đau khổ cho cha con của bé. Giống như những lần trước, Lu để cho khổ chủ tự xử lý vấn đề của họ. Khi họ thất bại thì cậu mới ra tay mà giúp đỡ, tiêu biểu như lần nhường lại trận đấu với Doflamingo cho lo. Kuma hay Bonnie đều rất sợ Saturn, có thể nói là chỉ cần nghe giọng thôi đã run như cầy sấy rồi. Kuma thì đã vượt qua nỗi sợ hãi đó để có thể bảo vệ con gái, giờ tới lượt Bonnie bảo vệ cha của mình. Mặc dù cô bé vừa kiệt sức sau lần biến hình trước nhưng Lu vẫn ra sức cổ vũ. Sự động viên đó khiến cho cô bé dũng cảm đứng lên, dõng dạc tuyên bố như này: "Tôi, Jewelry Bonnie, hôm nay tôi đứng đây và tuyên bố mục tiêu của mình vào năm 2024. Một là trở thành nữ thần mặt trời Nika, hai là bảo vệ cha, ba là đánh bay lão yêu quái giả Saturn, trả thù cho cha mẹ và ân nhân Vegapunk. Tôi hành động bất chấp khó khăn, bất chấp nỗi sợ hãi, các bạn hãy ủng hộ tôi. Ahoy, ahoy, ahoy." À và thế là cô bé biến thành Nika thêm một lần nữa. Lu rất vui, còn người khổng lồ Elbaf thì ra sức cổ vũ: "Chúng tôi tin bạn, ahoy, ahoy." Hai Nika phối hợp nhảy đến đấm Thánh Saturn bay đi thật xa. Satit tắp mù khơi giống như là thánh mà, chỉ còn một vệt lóe sáng trên bầu trời như những ngôi sao tinh tú, lại thêm hiệu ứng cả tuần khác. Vẫn chiến thuật cũ, thay vì cố gắng làm ngũ lão tinh bị thương thì cứ đấm chúng bay đi càng xa càng tốt, nguy hiểm về cơ bản là đã được giải quyết. Jupiter và Wakuri thì cũng không mạnh về chiến đấu tầm xa nên là vấn đề nằm ở chỗ ma có kịp quay trở lại hay không. Vì ma biết bay chứ không như là Thánh Saturn, Atun coi như là đã bị loại. Ngoài ra thì còn cả Nasuzuro nữa. Tới thời điểm này thì mình nghĩ lão nhân mã mới thực sự là kẻ nguy hiểm nhất. Những nhát chém của lão thực sự khiến cho con người ta phải rợn cả tóc gáy lên. Chắp này sẽ có một vài phản ứng nữa của Vivi, Shirahoshi và Vinsmoke Judge khi nghe Vegapunk nói về kết luận của ông ta. Tiến sĩ Vegapunk đề cập đến các vũ khí cổ đại và cho rằng số phận của thế giới phụ thuộc vào việc ai sẽ đoạt được kho báu One Piece. Đây chính là điều mà mình nhắc đến trong phần mở bài. Tất cả thế giới, không ngoại trừ một ai đều được biết tới One Piece cũng như tầm quan trọng của nó. Trước đó thì Roger chỉ khơi ra chuyện kho báu biển khiến cho người ta đổ xô ra biển mà thôi. Dâu trắng khẳng định lại One Piece thực sự tồn tại. Nhưng phải tới lượt Vegapunk, người ta mới biết là One Piece đóng vai trò gì. Nó không chỉ đơn thuần là của cải vật chất mà còn là khả năng thống trị thế giới này.
Oda sẽ không thể bắt đầu trận chiến cuối cùng đủ sức định hình lại thế giới nếu như mà đại đa số người trên thế giới này không hề biết một tí gì về nó. Đây chính là điểm khác biệt so với các arc trước. Khi mà các sự kiện dù có khủng khiếp tới cỡ nào đi chăng nữa thì sức ảnh hưởng của nó cũng chỉ đủ để có thể tác động lên một quốc gia hay là một vài thế lực cụ thể. Nhưng mà lần này, cả thế giới sẽ nhìn vào kết quả của cuộc đại chiến. Đương nhiên là phàn nàn về diễn biến các chương gần đây hay câu giờ này không đủ hấp dẫn là có lý do. Nhưng mà cần nhìn nhận rõ ràng là như thế này. Thế giới bắt buộc phải nghe hết bài phát biểu của Vegapunk thì Oda dàn trải đều thông tin ra nhiều chương cũng khá là hợp lý. Vì còn phải giữ được các mảng nội dung khác, chẳng hạn như là chiến đấu. Có thể thấy là 5 cho đến 6 chapter gần đây nhất thì Oda luôn sắp xếp một chap gồm 3 phần đan xen với nhau. Là thông tin, phản ứng của mọi người trên thế giới và những diễn biến tại SS, vừa bỏ chạy vừa đánh nhau với hải quân, ngũ lão tịch. Sắp xếp cân bằng các yếu tố đó không phải là một chuyện dễ. Nếu chỉ cần vẽ một chương toàn kiểu cảnh đánh đấm với nhau, sau đó là tất cả ngồi im nghe thông điệp, rồi chương kế tiếp thì liên tục vẽ phản ứng của mọi người thì chuyện nó kiểu dễ quá ấy. Nhưng điều đó đồng nghĩa với chất lượng của từng chương sẽ khác biệt rất là rõ rệt. Có nhiều độc giả chỉ quan tâm tới sự kiện gây sốc và cảnh hành động. Vì vậy thì Oda muốn dung hòa cả 3 yếu tố đó ở trong một chương. Thay vì là một chương hay và 2 chương dở, thì chúng ta lại có thể xem 3 chương chất lượng trung bình như nhau. Như vậy thì ai cũng có thể xem thứ mà mình thích. Nói túm cái váy lại là nếu như arc này không đáp ứng được thị hiếu của bạn, không gây được hứng thú cho bạn thì hãy tạm dừng một tí. Cho đến khi mà những chương truyện không có gì đặc biệt này kết thúc, khi mà nó trở thành một phần quan trọng của arc sau thì hãy đọc cả một thể. Còn không thì cũng chẳng sao cả, vì cơ bản là sự cố SS nhằm đến đối tượng không phải là chúng ta. Xin nhắc lại là không phải chúng ta đâu ạ. Cuối chương không còn xuất hiện cảnh chiến đấu nhiều mà hàng loạt các phản ứng từ những nhân vật cộm cán như là Imu, quân cách mạng, Aokiji, hải quân và một số nhân vật mới cũng xuất hiện. Monkey D. Dragon thì đang chăm chú lắng nghe. Xanh tóc đỏ, người nhắm tới One Piece cũng như thế. Tứ hoàng tiếp theo Buggy cũng đã lộ diện. Bên cạnh đó thì chúng ta còn thấy Mihawk và các thành viên của Cross Guy. Như vậy là 2 trong số 3 tứ hoàng còn lại đã lên hình, chỉ thiếu duy nhất dầu đen. Mình tin chắc chắn là Teach đang nghe không sót một chữ nào ở đâu đó, chờ đợi để đón Van Ager và Devon về. Khi mà tên Caribou tiết lộ vị trí 2 vũ khí cổ đại Pluton và Poseidon, Teach sẽ hành động. Cuối chapter 1121 thì chúng ta thấy một cảnh tượng cực sốc. Tứ hoàng xanh tóc đỏ xuất hiện với đầy đủ 2 cánh tay. Ê, đùa tí, thực ra là có một nhân vật dường như là cũng thuộc về gia tộc Figaland xuất hiện. Đây là một trong số các nhân vật mới ở chương này. Người này tạo ra cảm giác gợi nhớ đến xanh còn hơn cả Figaland Garling. Thời trẻ thì Garling trông có vẻ giống nhưng mà hiện tại thì khác xanh khá là nhiều. Nhân vật vừa lộ diện ở chapter 1121 này rất giống với xanh tóc đỏ và mình bỗng nhớ tới một giả thuyết đã xuất hiện cách đây hơn một năm. Cụ thể là sau chapter 1083, mình có dự đoán là bóng đen hiệp sĩ thánh trông hệt như xanh là anh trai tứ hoàng tóc đỏ. Theo lý mà nói, Figaland Garling là thủ lĩnh, những hiệp sĩ thánh được cử tới các quốc gia nổi dậy để đàm phán đó đều là thuộc hạ của ông ta. Như vậy là một trong các bóng đen được vẽ ở chapter 1083 kia không phải là Figaland Garling mà là một nhân vật mới xuất hiện ở chapter này. Nhắc lại giả thuyết cũ thì mình cũng dự đoán rằng xanh có anh trai, hai anh em nhà Figaland cùng gia đình tới God Valley, người anh đi theo dạng kiểu học hỏi là chính. Khi mà biến cố xảy ra, người con lớn đã có thể tự bảo vệ mình và thoát ra được khỏi God Valley. Còn xanh thì lúc ấy mới có 1 tuổi, được cha mẹ giấu vào trong dương kho báu, sau đó thì được Roger tìm thấy và nhận nuôi. Để được biết cụ thể hơn thì anh em nên tự tìm và xem lại video đấy nhé. Thông tin cuối cùng là tuần sau không có chương mới. Cụ thể lịch phát hành của các tuần sắp tới sẽ như thế này. Sau chapter 1121 thì tác giả Oda tạm nghỉ. Chapter 1122 sẽ có lại vào khoảng cuối tháng 7. Sang đến đầu tháng 8 thì lại break theo lịch của tạp chí. Nhưng có thể sẽ có spoiler sớm của chapter 1123. Chapter 1123 chính thức sẽ được phát hành vào ngày 15 tháng 8 rồi tới chapter 1124 như bình thường. Ok, cảm ơn anh em đã xem hết video. Nếu thấy hay thì đừng quên nhấn like, subscribe để có thể ủng hộ cho chuyện tổng hợp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.